Thằng bó chân nghe tôi nói là từ đó chứ không được. Nó đang ở đây. Nó đã từ từ chỗ cái chỗ lần tư tình trạng. Chứ có gì? Phải dùng đoạn này tìm người ta. Đã dụ. Cái nhục cũng lại. Đúng rồi. Rồi. Điều hai bên điều nhau cũng nhau. Thêm một đoạn này, nếu mà đặt lên mặt, phải đặt lên mặt, tính sao đi? Là tôi đặt lên mặt. Cái thằng bố sinh ra đấy, nó tụi cho mày. Đi ngồi đi lên, nhí. Đá mặt xuống, cái đó xuống đọc. Bỏ chung niềm thức. Đó không? À, cái này làm lại xíu nữa cho nó nhanh quá. Bác bà làm nhanh quá. Làm chậm chậm lại. Đi gì không? Nếu mà nói rồi thì không còn nữa phải không? À, làm chậm lại. Tập tới không? Này, hiếp. Đi ngồi ra, hiếp. Anh làm vô lại đi, cứ như vậy. Dạ. Thả xuống. Nó xuống cũng vậy. Thế này. Cái chó lục đầu. Thả xuống cắn đường, đâm đường đập được. Tôi nghe nó quên, nó rõ nha. Nếu này, nó không đặt trên mặt. Họ đặt trên mặt, có thơ mình tính được. Dùng chó không sao được mày có. Đừng đúng người ta, tự vậy. Vô, ê. Đó. Đó. Còn nếu mà đoạn sâu còn phải lọt nghĩ chứ cái đoạn cái, nhưng bây giờ nói thêm tí nữa là thầy giờ lớn tuổi rồi, 51 tuổi rồi, mệt lắm, phải dưỡng, thầy biểu dưỡng cho quý thầy quý khách khán giả xem như mình răng có cái giờ mệt luôn, không lọt nữa, không lọt nữa. Bây giờ này nếu trường hợp lọt nhiều cái lọt lắm, mình bây giờ nói là sơ thôi, có thể không lọt mặt, có thể lọt dùng đoàn chó 45 độ dưới bụng được. Ở đây không? Đây là cái túi này ra, à, nhà rồi. Cá này. Ok. Đó, được không? Đó chưa? Đó. Đó là thâu. Giờ xin tạm ngừng.